Ngày 27 tháng 9 năm 2017, Quý hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã công bố phúc trình mới về tình hình tự do tôn giáo đến tín ngưỡng tại khu vực các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Trong đó, bản phúc trình mới nhất lại cho rằng chính quyền Hà Nội có tiến hành một số bước để cải thiện điều kiện tự do tôn giáo ở trong nước. Tuy vậy, những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo vẫn tiếp diễn, đặc biệt đối với cộng đồng sắc tộc thiểu số ở khu vực nông thôn của một số tỉnh. Chính quyền Hà Nội hoặc có chỉ thị hoặc cho phép sách nhiễu, phân biệt đối xử đối với những tổ chức tôn giáo độc lập không đăng ký. Đây là những cáo buộc vô căn cứ của Quý hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, đi ngược lại lợi ích tự do tôn giáo đang diễn ra tại Việt Nam. Ở Việt Nam, từ lâu quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm ý thức về tầm quan trọng của vấn đề này trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu chung là phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, Hiến pháp năm 1945 đã khẳng định tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo tại điều 1 chương 1, hay công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng tại điều 10 chương 2. Kế thừa và phát huy tinh thần đó, Hiến pháp năm 2013, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, đã tiếp tục khẳng định quyền con người là quyền tự nhiên, nhà nước phải thừa nhận, tôn trọng và cam kết bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo với các chế định toàn diện và sâu sắc theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho các tín đồ tôn giáo, tổ chức tôn giáo hoạt động một cách lành mạnh và công bằng nhất. Điều này đã chứng minh vấn đề quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hướng ngày càng hoàn thiện, dân chủ, tôn trọng, tạo điều kiện tốt nhất cho các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và tổ chức tôn giáo hợp pháp phát triển một cách lành mạnh và công bằng nhất. Thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu chung là phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tại điều 24 chương 2 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: thứ nhất, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Hai, là nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Thứ ba, không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, việc Ủy ban Hội Quốc tế về tự do tôn giáo Hoa Kỳ còn xuyên tạc, vu cáo chính quyền Hà Nội cho rằng chính quyền Việt Nam cũng thường xuyên nhắm đến những cá nhân và nhóm cụ thể bởi vì niềm tin tôn giáo, thành phần dân tộc, sự ủng hộ cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, mối quan hệ lịch sử với phương Tây hoặc mong muốn độc lập không chịu sự kiểm soát của chính quyền cộng sản. Các tổ chức tôn giáo tiếp tục tường trình về những đe dọa bị trục xuất khỏi hay phá hủy cơ sở tôn giáo của họ như vụ việc cưỡng chế sang bằng chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Đây hoàn toàn là những nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn lệch lạc về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Chúng ta có thể thấy rằng Đảng, nhà nước luôn tôn trọng và bảo vệ, bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người, bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, tôn trọng bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tinh thần nhân dân. Đồng thời, nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Điển hình như từ năm 2006 đến nay, nhà nước Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và công nhận về mặt tổ chức cho 13 tổ chức tôn giáo. Đến nay, tại Việt Nam đã có 36 tổ chức tôn giáo, hệ phái tôn giáo, tổ chức tôn giáo và một pháp môn tu hành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và công nhận. Đã có hơn 20.000 cơ sở thờ tự được sửa chữa, xây dựng mới. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp hàng trăm hecta đất để xây dựng cơ sở thờ tự. Trong đó, một số trường hợp đáng kể là thành phố Hồ Chí Minh đã giao đất cho tòa tổng giám mục xây dựng trung tâm mục vụ, giao 7.500 m2 đất cho Tổng hội Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam xây dựng viện thánh kinh thần học, 20 hecta cho xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tỉnh Đắk Lắk, giao hơn 11.000 m2 đất cho tòa giám mục Buôn Ma Thuột. Thành phố Đà Nẵng giao hơn 9.000 m2 đất cho tòa giám mục Đà Nẵng. Tỉnh Quảng Trị giao thêm 15 hecta đất cho giáo xứ La Vang để mở rộng cơ sở tôn giáo. Nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành việc cấp sổ đỏ cho cơ sở tôn giáo như Ninh Bình 94%, Bắc Ninh 90%.
Điều đó đã chứng minh đảng, nhà nước luôn tạo mọi điều kiện để các cá nhân, tổ chức tôn giáo thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước. Tuy nhiên, đảng và nhà nước không những tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người mà còn kiên quyết đấu tranh với các cá nhân, tổ chức có hành vi lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong đó, Điều 5 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016 đã khẳng định. Điều 5. Cấm các hành vi bị nghiêm cấm. Phân biệt đối xử kỳ thị vì lý do tín ngưỡng tôn giáo hay là ép buộc mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng tôn giáo. 3 là xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo. 4 là hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội và môi trường. Cấm xâm hại đạo đức xã hội, xâm hại thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Cấm việc cản trở thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Cấm việc chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Và thứ năm, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng bản phúc trình tự do tôn giáo của Mỹ không những can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta mà còn là tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đây là hành động gây ảnh hưởng xấu đến các quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Vì vậy, mong rằng thời gian tới, tổ chức Ủy ban Hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ cần đánh giá vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam một cách khách quan, công tâm hơn, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề này để chống phá chính quyền nhân dân.